lại nữa này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là bốn thần túc thế nào là bốn này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu dục tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc nương vào xa lìa nương vào vô nhiễm nương vào diệt hồi hướng xả đó là thứ nhất đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu cần tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc nương vào xa lìa nương vào vô nhiễm nương vào diệt hồi hướng xả đó là thứ hai đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu tâm tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc nương vào xa lìa nương vào vô nhiễm nương vào diệt hồi hướng xả đó là thứ ba đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu quán tam ma địa đoạn hành thành tựu thần túc nương vào xa lìa nương vào vô nhiễm nương vào diệt hồi hướng xả đó là thứ tư này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là năm căn thế nào là năm này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu tập tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn tuệ căn này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là năm lực thế nào là năm này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu tập tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bảy giác chi. Thế nào là bảy? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện tu tập Niệm đẳng giác chi, trạch pháp đẳng giác chi, tinh tấn đẳng giác chi, hỷ đẳng giác chi, khinh an đẳng giác chi, định đẳng giác chi, xả đẳng giác chi, nương vào xa lìa, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hội hướng xả. Này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của đại Bồ Tát là tám chi thánh đạo. Thế nào là tám? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu tập tránh kiến, tránh tư duy, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh tinh tấn, tránh niệm, tránh định, nương vào xa lìa, nương vào vô nhiễm, nương vào diệt, hồi hướng xả. Này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là ba tam ma địa, thế nào là ba này thiện hiện đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện quán tự tướng tất cả pháp đều không tâm an trụ gọi là pháp môn giải thoát không cũng gọi là không tam ma địa đó là thứ nhất đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện quán tự tướng tất cả pháp là không nên đều không có tướng tâm an trụ gọi là pháp môn giải thoát vô tướng cũng gọi vô tướng tam ma địa đó là thứ hai đại bồ tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa lấy vô sở đắc làm phương tiện quán tự tướng tất cả pháp là không nên đều không nguyện tâm an trụ gọi là pháp môn giải thoát vô nguyện cũng gọi vô nguyện tam ma địa đó là thứ ba này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 11 trí. Thế nào là 11? Nghĩa là pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí, khổ trí, tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, như thuyết trí. Thế nào là pháp trí? Này thiện hiện, trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện, biết tướng năm uẩn sai khác, đó là pháp trí. Thế nào là loại trí? Này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện? Biết nhãn cho đến ý, sắc cho đến pháp đều là vô thường, đó là loại trí. Thế nào là tha tâm trí? Này thiện hiện, trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện, biết rõ pháp tâm tâm sở của hữu tình khác, không còn trở ngại, đó là tha tâm trí. Thế nào là thế tục trí? này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết các hữu tình tu hành sai khác đó là thế tục trí thế nào là khổ trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết khổ nên không sanh đó là khổ trí thế nào là tập trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết tập nên đoạn trừ hẳn đó là tập trí thế nào là diệt trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết diệt nên chứng đắc đó là diệt trí thế nào là đạo trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết đạo nên tu tập đó là đạo trí thế nào là tận trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết tham sân si đã hết đó là tận trí thế nào là vô sanh trí này thiện hiện trí nào đem vô sở đắc làm phương tiện biết các cõi vĩnh viễn không trở lại nữa đó là vô sanh trí thế nào là như thuyết trí này thiện hiện trí nhất thiết tướng của như lai đó là như thuyết trí này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là ba căn một là vị tri đương tri căn hai là dĩ chi căn, ba là cụ chi căn. Thế nào là vị chi đương chi căn? Này thiện hiện các vị hữu học nào? Đối với các thánh đế chưa hiện quán, có tín căn, tinh tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, đó là vị chi đương chi căn. Thế nào là dĩ chi căn? này thiện hiện các vị hữu học nào đối với các thánh đế đã được hiện quán có tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn tuệ căn đó là dĩ tri căn thế nào là cụ tri căn này thiện hiện các vị vô học hoặc a la hán hoặc độc giác hoặc đại bồ tát đã trụ mười địa hoặc chư như lai ứng tránh đẳng giác có tín căn tinh tấn căn niệm căn định căn tuệ căn đó là cụ tri căn này thiện hiện nếu ba căn này đem vô sở đắc làm phương tiện thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là ba tam ma địa. Thế nào là ba? Một là tam ma địa có tầm có từ. Hai là tam ma địa không có tầm chỉ có từ. Ba là tam ma địa không có tầm không có từ thế nào là tam ma địa có tầm có từ này thiện hiện nếu xa lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có từ lìa dục xanh hỉ lạc nhập và an trụ hoàn toàn vào tịnh lự thứ nhất đó là tam ma địa có tầm có từ thế nào là tam ma địa không có tầm chỉ có từ này thiện hiện định trung gian tịnh lự thứ nhất và tịnh lự thứ hai đó là tam ma địa không có tầm chỉ có từ Thế nào là tam ma địa không có tầm không có từ? Này thiện hiện, từ tịnh lự thứ hai cho đến định phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là tam ma địa không có tầm không có từ. Này thiện hiện, nếu ba pháp này đem vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 10 tùy niệm. Thế nào là 10? nghĩa là tùy niệm phật tùy niệm pháp tùy niệm tăng tùy niệm giới tùy niệm xả tùy niệm thiên tùy niệm tịch tịnh tùy niệm hơi thở ra vào tùy niệm thân tùy niệm tử này thiện hiện nếu mười pháp này đem vô sở đắc làm phương tiện thì nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là các thiện pháp. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, chín định thứ đệ vân vân đem vô sở đắc làm phương tiện, thì nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là mười lực của Như Lai, thế nào là mười, này thiện hiện đem vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ các pháp nhân quả vân vân tướng xứ phi xứ, đó là thứ nhất. Này thiện hiện đem vô sở đắc làm phương tiện, như thật biết rõ sự khác nhau của nghiệp báo nhân quả mà các loại hữu tình lãnh thọ trong quá khứ vị lai hiện tại đó là thứ hai đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ tướng thế gian chẳng phải một cảnh giới đó là thứ ba đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các loại hữu tình chẳng phải một thắng giải mà nhiều loại thắng giải đó là thứ tư đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các căn thắng liệt của các loại hữu tình đó là thứ năm đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ hành tướng biến hành đó là thứ sáu đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các loại hữu tình căn lực giác chi giải thoát tịnh lự đằng trì đằng trí nhiễm tịnh sai khác đó là thứ bảy đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các loại hữu tình có vô lượng túc mạng sai khác đó là thứ tám đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ các loại hữu tình có vô lượng các sanh tử sai khác, đó là thứ chín. Đem vô sở đắc làm phương tiện như thật biết rõ, các lậu được đoạn hẳn, được vô lậu tâm giải thoát, được vô lậu tuệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự mình chứng đắc và an trụ hoàn toàn, có thể biết rõ như thật, đây là đời sống cuối cùng, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn thọ thân sau nữa, đó là thứ 10 này thiện hiện nên biết nó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện tướng đại thừa của đại bồ tát là bốn điều không sợ thế nào là bốn này thiện hiện bồ tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tự xưng ta là tránh đẳng giác nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm vương hoặc người trong thế gian đương vào pháp đặt ra câu hỏi làm cho ta nghĩ pháp này chẳng phải tránh đẳng giác đối với câu hỏi ấy ta thấy rõ là không có căn cứ vì thấy rằng câu hỏi của vị ấy là không có căn cứ nên được an ổn an trụ vào chỗ không lo không sợ tự xưng ta ở ngôi vị của bậc đại tiên ở giữa đại chúng giống tiếng sư tử chuyển bánh xe rượu pháp pháp luân ấy thanh tịnh tránh chân vô thượng mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm vương hoặc người trong thế gian đều không có thể chuyển được đó là thứ nhất này thiện hiện bồ tát đem vô sở đắc làm phương tiện tự xưng ta đã đoạn hẳn các lậu nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm vương hoặc người khác trong thế gian đương vào pháp đặt ra câu hỏi rằng làm ta nhớ nghĩ các lậu như vậy chưa được đoạn hẳn Đối với câu hỏi ấy, ta thấy rõ là không có căn cứ. Vì thấy rằng câu hỏi của vị ấy là không có căn cứ, nên được an ổn, an trụ vào chỗ không lo, không sợ. Tự xưng ta ở ngôi vị của Bậc Đại Tiên, ở trong đại chúng, giống tiếng sư tử, chuyển bánh xe diệu Pháp. Pháp luân ấy thanh tịnh, tránh chân, vô thượng, mà tất cả sa môn hoặc bà la môn, hoặc thiên ma, phạm vương, hoặc người ở thế gian đều không có thể chuyển được đó là thứ hai. Này thiện hiện, Bồ Tát đem vô sở đắc làm phương tiện, nói pháp chướng đạo cho các đệ tử. Nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm vương hoặc người trong thế gian nương vào pháp và đặt ra câu hỏi làm cho ta nghĩ, tu tập pháp này không thể chướng đạo, Đối với câu hỏi ấy, ta thấy rõ không có căn cứ, vì thấy rằng câu hỏi của vị ấy là không có căn cứ, nên được an ổn, an trụ vào chỗ không lo, không sợ. Tự xưng ta ở ngôi vị của bậc đại tiên, ở trong đại chúng, giống tiếng sư tử, chuyển bánh xe diệu pháp. Pháp luân ấy thanh tịnh, tránh chân, vô thượng, mà tất cả sa môn, hoặc bà la môn, hoặc thiên ma, phạm vương, hoặc người trong thế gian đều không có thể chuyển được. Đó là thứ ba này thiện hiện bồ tát đem vô sở đắc làm phương tiện thuyết pháp rất trừ khổ cho các đệ tử nếu có Sa môn hoặc Bà La môn hoặc Thiên Ma Phạm Vương hoặc người trong thế gian nương vào giáo pháp đặt ra câu hỏi làm cho ta nghĩ tu đạo này không thể hết khổ đối với câu hỏi ấy ta thấy rõ là không có căn cứ vì thấy rằng câu hỏi của vị ấy là không có căn cứ nên được an ổn an trụ vào chỗ không lo không sợ tự xưng ta ở ngôi vị của bậc đại tiên ở trong đại chúng giống tiếng sư tử chuyển bánh xe diệu pháp pháp luân ấy thanh tịnh tránh chân vô thượng mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm vương hoặc người trong thế gian đều không có ai truyền được pháp như thế đó là thứ tư này thiện hiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là bốn sự hiểu biết thông suốt. Thế nào là bốn? Một là nghĩa vô ngại giải, hai là pháp vô ngại giải, ba là từ vô ngại giải, bốn là biện vô ngại giải. Này thiện hiện bốn sự hiểu biết thông suốt như vậy, nếu đem vô sở đắc làm phương tiện nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện hiện, tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là 18 Pháp Phật bất cộng. Thế nào là 18? Này thiện hiện, nghĩa là các như lai ứng tránh đẳng giác, thường không lầm lỗi, không hấp tấp, không mất giọng nói, không nhớ nghĩ, tưởng không bất định, tâm không chọn bỏ, chí muốn không lui. Tinh tấn không lui, niệm không lui, tọa không lui, giải thoát không lui, giải thoát tri kiến không lui. Tất cả thân nghiệp trí là dẫn đầu, tùy theo trí mà chuyển, tất cả ngữ nghiệp trí là dẫn đầu, tùy theo trí mà chuyển, tất cả ý nghiệp trí là dẫn đầu, tùy theo trí mà chuyển đối với tri kiến phát sanh ở đời quá khứ không chấp trước không chứa ngại đối với tri kiến phát sanh ở đời vị lai không chấp trước không chứa ngại đối với tri kiến phát sanh ở đời hiện tại không chấp trước không chứa ngại này thiện hiện 18 pháp phật bất cộng như vậy không có pháp nào không lấy vô sở đắc làm phương tiện nên biết đó là tướng đại thừa của đại bồ tát lại nữa này thiện hiện Tướng đại thừa của Đại Bồ Tát là Môn Đà La Ni. Những gì là Môn Đà La Ni? Nghĩa là tánh chữ bình đẳng, tánh ngôn ngữ bình đẳng vào môn các chữ. Thế nào là tánh chữ bình đẳng, tánh ngôn ngữ bình đẳng vào môn các chữ? Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Vào môn chữ à, ngộ tất cả, pháp vốn không sanh. Vào môn chữ lạc, ngộ tất cả pháp xa lìa trần cấu và môn chữ bà ngộ giáo lý thắng nghĩa của tất cả pháp và môn chữ giả ngộ tất cả pháp không có tử sanh và môn chữ na ngộ tất cả pháp xa lìa danh tướng không có được mất và môn chữ lã ngộ tất cả pháp suốt thế gian ưa thích duyên cành nhánh nên vĩnh viễn bị hại Vào môn chữ đà ngộ tất cả pháp điều phục tịch tịnh trơn như bình đẳng không phân biệt vào môn chữ bà ngộ tất cả pháp xa lìa ràng buộc giải thoát vào môn chữ trà ngộ tất cả pháp xa lìa nóng nảy giả dối ô uế được thanh tịnh vào môn chữ xa ngộ tất cả pháp không chướng ngại vào môn chữ phược ngộ tất cả pháp bật dứt ngôn ngữ vào môn chữ đà ngộ tất cả pháp trơn như bất động vào môn chữ dã Ngộ tất cả pháp như thật không sanh vào môn chữ Sắc cha ngộ tất cả pháp chế phục giữ gìn tướng bất khả đắc và môn chữ Ca, ngộ tất cả pháp người làm bất khả đắc và môn chữ Bà, ngộ tất cả pháp thời tánh bình đẳng bất khả đắc và môn chữ Ma, ngộ tất cả pháp tánh chấp ngã sở bất khả đắc và môn chữ Già, ngộ tất cả pháp tánh chấp hành động bất khả đắc và môn chữ Tha ngộ tất cả pháp tánh chỗ nương tựa bất khả đắc và môn chữ xà đồ ngộ tất cả pháp năng sò sanh khởi bất khả đắc và môn chữ thấp phược ngộ tất cả pháp tánh an ổn bất khả đắc và môn chữ đạt ngộ tất cả pháp tánh hay chấp các cõi bất khả đắc và môn chữ xà ngộ tất cả pháp tánh tịch tịnh bất khả đắc và môn chữ khư ngộ tất cả pháp tánh như hư không bất khả đắc và môn chữ sàn ngộ tất cả pháp tánh cùng tận bất khả đắc và môn chữ đà ngộ tất cả pháp nhậm trì xứ phi xứ làm cho tánh không động chuyển bất khả đắc và môn chữ nhã ngộ tất cả pháp chỗ tánh biết rõ bất khả đắc và môn chữ thứ tha Ngộ tất cả pháp tánh nghĩa chấp trước nghĩa bất khả đắc và môn chữ A, ngộ tất cả pháp tánh hay làm nhân bất khả đắc và môn chữ Bạt, ngộ tất cả pháp tánh có thể phá hoại bất khả đắc và môn chữ Phược, ngộ tất cả pháp tánh ưa muốn che đậy bất khả đắc và môn chữ Tạp Ma, ngộ tất cả pháp tánh có thể nhớ nghĩ bất khả đắc và môn chữ Hạp Phược ngộ tất cả pháp, tánh có thể gọi tên bất khả đắc. Vào môn chữ tha, ngộ tất cả pháp, tánh mạnh mẽ, bất khả đắc. và môn chữ xài, ngộ tất cả pháp, tánh rất bình đẳng, bất khả đắc. và môn chữ noa, ngộ tất cả pháp, tánh chứa nhóm bất khả đắc. và môn chữ nã, ngộ tất cả pháp, xa lìa tranh cãi, huyên náo, không đến không lại, đi đứng ngồi nằm, bất khả đắc và môn chữ phà ngộ tất cả pháp quả báo đầy khắp bất khả đắc và môn chữ tắc ca ngộ tất cả pháp tánh tích tụ chứa nhóm bất khả đắc và môn chữ giật xa ngộ tất cả pháp tánh tướng già suy bất khả đắc và môn chữ trước ngộ tất cả pháp chứa nhóm dấu vết bất khả đắc và môn chữ cha ngộ tất cả pháp tánh xô đuổi nhau bất khả đắc và môn chữ trạch ngộ tất cả pháp xứ sở rốt giáo bất khả đắc. Này thiện hiện, môn chữ trạch này có thể ngộ nhập tận cùng pháp không. Ngoài các chữ này ra, biểu thị các pháp không lại bất khả đắc. Vì sao? Vì nghĩa các chữ này không thể giảng nói, không thể chỉ rõ, không thể ghi chép thọ trì, không thể chấp lấy, không thể quan sát, xa lìa các tướng. Này thiện hiện ví như hư không, là nơi tất cả các vật nương tựa Môn các chữ này cũng vậy, nghĩa không của các pháp đều dựa vào môn này mới được hiển rõ. Này thiện hiện, vào chữ ả này vân vân, gọi là vào môn các chữ. Này thiện hiện, nếu các đại Bồ Tát đối với việc vào môn các chữ này được trí thiện xảo, thì đối với các ngôn ngữ âm thanh nói ra nêu rõ đều không chứa ngại. Đối với tánh không bình đẳng của tất cả Pháp đều có thể chứng đắc phụng trì đối với các ngôn ngữ âm thanh đều được khéo léo này thiện hiện đại bồ tát nào có thể nghe như vậy và môn các chữ ấn tướng ấn cú nghe rồi thọ trì đọc tụng thông suốt giải nói cho người khác mà không mong cầu danh dự lợi dưỡng sự cung kính do đó được hai mươi công đức thù thắng những gì là hai mươi nghĩa là được sự nhớ nghĩ tốt được sự hổ thẹn cao quý, được sức bền bỉ, được pháp hướng đến, được sự giác ngộ tăng thượng, được trí tuệ thủ thắng, được biện tài vô ngại, được pháp môn tổng trì, được không có nghi hoặc, được ngôn ngữ trái thuận mà không sanh ghét, ưa, được sống bình đẳng, không có cao thấp, được nói lời khéo léo đối với hữu tình, được uẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, đế thiện xảo, được duyên khởi thiện xảo, nhân thiện xảo, duyên thiện xảo, pháp thiện xảo, được trí căn thắng liệt thiện xảo, trí biết tha tâm thiện xảo, được trí xem sao lịch thiện xảo, được trí thiên nhĩ thiện xảo, được trí nhớ nghĩ việc đời trước thiện xảo. Được trí thần cảnh thiện xảo, trí sanh tử thiện xảo, được trí lậu tận thiện xảo, được trí thuyết xứ phi xứ thiện xảo, được trí vãng lai thiện xảo, phép oai nghi thiện xảo, này thiện hiện đó là hai mươi công đức thủ thắng. Này thiện hiện Đại Bồ Tát nào khi tu hành bát nhã ba la mật đa, đem vô sở đắc làm phương tiện, được các môn đà la ni như vậy, nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát.